Sáng ngày 22 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cổ Loa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cổ Loa đã tích cực phát động và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, chung tay thực hiện bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng xã Cổ Loa thành phường, công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiêu biểu là đã triển khai 3 mô hình thu gom phân loại phế liệu tái chế với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Lắp đặt 15 điểm truy cập internet phủ sóng wifi miễn phí tại 15 nhà văn hóa, thực hiện 21 phần việc xóa bỏ điểm đen tập kết rác thải sai quy định thành bồn hoa, đường hoa. Trồng và chăm sóc 5 công trình hàng cây thanh niên. Phối hợp mở 4 lớp dạy nghề cho thanh niên, tặng 5 tủ sách thanh niên, lắp 9 bảng tin tại nhà văn hóa các thôn. Cải tạo nâng cấp 2 sân vận động thể thao trao tặng 20 chiếc chăn ấm, 42 chiếc quạt cây và 11 suất học bổng cho học sinh khó khăn. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Đồng Anh sửa chữa điện, thay thế thiết bị điện cũ hỏng miễn phí cho 12 hộ gia đình khó khăn. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu được 558 đơn vị máu an toàn. Vận động 65 trên 85 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cổ Loa đã cung cấp trên 500 thông tin việc làm cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ về địa phương, hỗ trợ 200 thanh niên được học nghề, trong đó có 50 thanh niên được giới thiệu việc làm, tổ chức năm lớp tập huấn nữ công gia tránh trong dịp hè cho 148 lượt đoàn viên thanh niên. Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cổ Loa phân đấu hoàn thành các phần việc thanh niên thực hiện năm có 30 Mỗi năm giới thiệu việc làm cho từ 150 đến 200 thanh niên, thu hút tập hợp từ 60% đến 75% đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động đoàn, hội, đội cùng nhiều chỉ tiêu cụ thể khác. Với tinh thần tập trung, dân chủ, trong một buổi sáng diễn ra, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cổ Loa lần thứ 28 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của đại hội, đồng thời bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu sáu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh diễn ra trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Thành Luân tiếp tục được đợi tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cổ Loa nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, huyện Đoàn Đông Anh và xã Cổ Loa đã khen thưởng 21 tập thể, 15 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.